nhanh nhanh con, em nhìn một lúc thôi là, chầm là đúng rồi, làm cáu lắm nữa là em nhìn là em muốn mà em giật mồm bé ra luôn á. Là em chỉ gạt một phát này ra là em đi đều vào đây đó. Cái tướng này là biết mạnh mẽ rồi. Em xách đồ rồi em đưa vợ em vào rồi em làm các công tác chuẩn bị nó từ A đến Z nó trơn tru luôn. Là đến hôm sau là bác sĩ là gọi đi xuống thì em nghĩ bảo ồ chắc là đi khám thôi, hai vợ chồng dắt tay nhau đi xuống đi vui vẻ luôn, mà vợ em lúc đấy là không có đau cơn gò hay gì cả. Bởi vì là vợ em sinh mổ. Em đi xuống cái đứng trước một cái cửa phòng to mà ở ngoài là có mấy người đàn ông rồi phụ nữ bà ấy đang ngồi đợi, đang đợi thì luôn. Em không biết là đi mổ nhá đó. Vừa mới xuống cái thì vợ em quay bảo là đi nhá, thì em bảo ừ ngồi đây đợi tí, xong rồi em ngồi ngoài em đợi thì vợ em đi vào 30 phút. Em thấy lâu lâu quá mà em thấy nghe mấy người ngồi cạnh em bảo đấy sao đẻ lâu vậy. Ui lúc đấy em sực nhớ chết cha, trời ơi đi đẻ rồi. Trời ơi vào phòng là đẻ rồi đó, vào phòng là đẻ rồi đó. Nghĩ là chắc là vào đi lấy mẫu nước tiểu hay là lấy mẫu máu hay gì thôi, chứ em đâu nghĩ là đi sinh đâu. Là ngồi ngoài trời ơi sốt ruột kinh khủng luôn. Lúc đấy bắt đầu em mới đứng lên em bảo ui chết cha đi sinh rồi, là em muốn vào phòng luôn mà bác sĩ không cho em vào. Xong bắt đầu đến lúc bác sĩ đi vào cái là gọi em ra là đi nhìn mặt con. Tự dưng mấy cái mà hình ảnh ở trong phim rồi clip mà là mấy cái bé xinh rồi ông bố được ôm rồi. Ui nó hiện lên trong đầu mà em thích á. Em nghĩ ui đi vào gặp con mình phải được như vậy. Mà em bước hai bước em để em qua cái cửa kia nhưng mà em nghĩ một điều, ủa con vợ trong kia không biết sao. Lại em quay lại em hỏi bác sĩ bảo ủa cho em vào bây giờ em gặp vợ trước á. Bác sĩ bảo không được, bây giờ phải xong cái đấy ở lên phòng hồi sức 6 tiếng sau mới được gặp. Thôi em mặc áo em đi vào gặp con. Trời ơi em đi vào em thề với anh là cái hành lang đấy nó có gần chục mét thôi ấy, mà em cảm giác nó dài lắm. Em hồi hộp mà em vừa mới bước vào em nhìn con em, ui nó xấu quá xấu luôn. Trời ơi nó nhăn nhèo đó. Đúng rồi nó tím. Ủa nó nhăn nhèo mà nó màu xám nữa mà nó em tím nữa. Mà em nhìn mà, tự dưng trong một khoảnh khắc nhà em suy nghĩ là em tính hỏi y tá là chị nhầm, chị có nhầm không. Trời ơi như muốn khỉ con anh. Em đẹp thế này mà con đấy, con. Vợ em người mẫu mà em vẫn đâu có kém gì đâu mà tại sao không. Nhưng mà về sau mà con em mà nó xem chương trình này thì em muốn gửi lời xin lỗi em bé thật mà. Không thì những ai mà từng chứng kiến em bé vừa sinh ra thì đương nhiên là chắc không bao giờ quên được đâu. Vừa sinh ra thì em bé đương nhiên nằm trong bụng mà nó phải nhăn nheo da dẻ, nó phải còn chưa có căng mịn đâu và nó còn tái nữa. Và có người thì thâm xì luôn, tùy người mỗi người nha. Có người thì chắc mất nhiều giây hoặc nhiều phút. Họ không, em mất ngày đó. Một ngày lên đó. Em lại đợi cho lúc đấy ấm chứ ấm lên không? Dạ có, ấm là em không bế lên mà em chỉ nhảy thôi. À rồi. Em sợ em ấm lên cái là nó bị gãy cái gì đó. Là em không thiệt luôn. Em cũng hốt lắm bởi vì đúng, nó bé quá. Tại bé lắm á. Ừ. Tới bé thứ hai thì là những cái cảm xúc đó thì nó có còn giống như lần đầu tiên hay không? Em chờ đợi nè nha. Bé thứ hai thì phải nói rằng là nó là một điều kinh hoàng đối với em. Cái lần thứ hai á là cái lần mà em được vào trong phòng mổ. Em được ngồi với cả vợ em lúc mà bác sĩ mổ. Lúc mà đi vào ngồi thì em chỉ biết em động viên là thôi cố lên. Em thấy người vợ em lúc biết là nó có nghĩa là lúc đấy bác sĩ đang làm ở dưới mà thì có nghĩa là người vợ em nó bị giật này. Trời ơi lúc đấy em nhìn em thương lắm, em xót lắm. Và hôm đấy là em biết là người ta sẽ phải làm những cái việc gì, có nghĩa là rạch rồi lôi. Đến lúc mà bác ấy nói em là của bố lên nhìn con này, tự dưng cái bản năng là em đứng dậy để em nhìn. Ôi ôi là em nhìn thấy đúng một nửa người luôn mà bác sĩ lôi ra mà đâu có lôi hết đâu, chưa cắt rốn đấy. Dạ chưa cắt rốn luôn, là em nhìn đấy. Lúc đấy là em ngồi xuống luôn, em không dám nhìn luôn, lạnh người luôn. Dạ lạnh người luôn, là em ra em lúc đấy em chỉ biết em ngồi em nắm tay vợ và em hôn vợ thôi. Thì lúc mà đưa bé ra ngoài cái lồng á, nằm ở trong cái phòng ấy luôn, thì bác sĩ bảo là em phải ra ngoài đấy để xem con xem là đủ tay rồi các thứ. Em mới đi vòng qua thì em thấy ở dưới sàn là những cái khăn rồi đấy á, nó đầy máu luôn, nó nhiều máu kinh khủng luôn. Mà tự dưng lúc đấy em đúng là em hận mình luôn á. Cái lần đầu tiên mà mình không được nhìn cái này. Nếu mà em lần đầu tiên mà em nhìn được cái cảnh như này là không bao giờ em muốn vợ em sinh nữa. Nó sao ấy, mình tệ, thực sự mình tệ luôn. Ước gì là mình đẻ thay vợ mình luôn á. Đúng rồi, có cảm giác đâu. Không, nếu mà đẻ thay em không dám đâu. Trời ơi, em nhìn thấy đống đấy mà em nghĩ mà đẻ thay chắc em chết mà. Nhót liền, nhót lắm. Bây giờ là mình phải lắng nghe kinh nghiệm chăm sóc vợ con của ông bố hai con ha. Thật ra là hai con với một con thì em nghĩ là nó không khác gì nhiều đâu. Có thêm đứa thứ hai thì kinh nghiệm đấy nó chỉ là mình rút kinh nghiệm từ cái đứa thứ trước thôi. Nhưng mà phải có một điều là như này, khi mà mình có đứa thứ hai mình sẽ chăm bẵm cái đứa thứ hai nhiều hơn. Ví dụ như kiểu cái đứa thứ nhất mà nó có ra nó nghịch hay nhào, mình sẽ nói cái đứa thứ nhất. Và cái điều đấy là em nghĩ là cái điều đấy là không nên, bởi vì đứa bé thứ hai nó đang quá bé. Thật ra là cái nhận thức của nó cũng có nhưng mà nó chưa đủ được hiểu là cái cảm xúc của mình nó nhào. Nhưng mà cái đứa đầu tiên nó đã biết rồi. Và tự dưng là mình sẽ gây ra cho chúng nó cái vấn đề là à, ba yêu nó hơn yêu mình.
và có thể rằng là nó sẽ dần dần nó hình thành cái tính cách là ghét đứa em luôn. Đúng, ganh á, ganh đứa em luôn. Hơn thua nhau. Đúng rồi, hơn thua nhau. Mà về sau mà để nó lớn lên ấy, thì thực sự là lúc đấy mình muốn can thiệp vào thì cũng không thể được nữa rồi. Nhóc thứ hai thì là được 5 tháng rồi. Thì em thấy cái đứa 1 tuổi rưỡi em nghĩ là nó không biết gì đâu. Nhưng mà trời, nó biết nhiều lắm. Cứ lúc nào nha mà em bế thằng bé thứ hai ấy, là bé kia nó sẽ đứng nó nhìn em, rồi nó sẽ đòi bế. Nhưng mà em nói rằng là thôi đợi để ba bế em, rồi lát nữa ba bế con, là nó tự giác nó đi ra nó tự chơi. Còn nếu mà lúc đấy mà em cáu hay là em nói bảo con đi ra ấy, là nó sẽ khóc, nó lèo nhèo à. Nó lạ lắm. Có nghĩa là hai đứa con thì lúc đấy mình sẽ có những cái mình để cho hai đứa nó hòa nhập với nhau ấy. Thì em nghĩ cái đấy là cái mà em chia sẻ được, là chia sẻ được. Rồi còn bây giờ là tới một cái phần mà là đa số là các ông bố nha, chạy trốn hết, không ai dám nói về cái phần này nhiều đâu. Vợ tôi vô số tội đó. Nhưng mà cái gì mà chẳng may mà đi qua khóa cái là anh Bình là trai là kéo em lại nha. Ok, thì chứ... bây giờ ví dụ nếu mà thấy quá thì cứ đấy ngửa ra đó, đó. Dừng lại liền nha. Dừng lại ngay chứ lên mà ví dụ như kiểu là em nói mà nó hơi quá quá cái mà vợ em xem á, em nghĩ là chắc là tối là em khỏi về nhà luôn. Yên tâm đi, cái chừng dưới này đá. Dạ đúng rồi, đúng rồi, dừng lại ngay. Cái đầu tiên mà em phải muốn nói là vợ em lúc mà mang bầu á. Ủa sao mà mới mở bài mà căng thẳng gì anh? Không, cái này là em bị bức xúc lâu rồi. Thích cái điều này nè. Vợ em lúc mà mang bầu á, cái vấn đề mà em tăng cân là do vợ em. Rồi, tăng cân. Cái việc ăn á là do bà muốn ăn cho nên em mới phải ăn. Nhưng mà đến lúc bà bầu xong rồi thì cái thấy nó thành thói quen của em rồi. Thì lúc đấy em muốn ăn thì bà không cho em ăn nữa. Giận không? Giận chứ. Giận. Cáu chứ. Mà một tháng em lên 10 cân là chuyện bình thường. Đi đâu ăn những cái thứ thường thường là bởi vì là em ăn theo sức mà em ăn theo cái cữ của vợ em rồi. Cho nên là em đi đâu là em ăn là em cũng gọi 2-3 phần em ăn à. Mà bà không cho em ăn. Bà nói bầu, ủa anh có bầu không mà anh ăn? Ừ anh bầu, bây giờ anh bầu đồ ăn được không? Mà bà không chịu cho em ăn luôn. Mà cái thứ hai á, vợ em xấu tính lắm. Là ừ thì lúc mà mang bầu để em đi ra ngoài thì có thể gọi được, hay là có thể hỏi đi đâu được. Sinh xong cái là kiểu thành thói quen là em đi ra ngoài có được tầm 2 phút rồi vừa mới xuống lấy xe ra gọi điện đi đâu á. Mà trên nhà là em đã nói rồi, tầm 5 phút rồi. Ủa bao giờ về? Bao giờ về á? Đó, có nghĩa là tự dưng là cái tính khí thay đổi kỳ cục luôn. Từ lúc mà có bầu đến bây giờ lúc nào cũng vậy luôn á. Trời ơi chết rồi, Bông ơi, Bông. Đi vợ em mà đi ra ngoài ăn nha, ăn uống không thôi nha. Cái người con gái mà thủy mị nết na mà gắp đồ ăn mà nhỏ nhẹ rồi. Lúc yêu em á, lúc mà chưa có bầu á. Trời ơi, cái người phụ nữ đấy anh Bình chắc chưa gặp luôn á. Ôi cái đó là diễn xuất thôi bạn ơi. Trời ơi. Là đi ra ngoài á, vợ em ăn á, môi mới cả răng ấy là bị rơi đi đâu á, là đồ ăn nó cứ vấy vấy đi đâu á. Mà nhiều lúc mà em ngồi em nghĩ bảo trời, thằng cu bé nhà em nó ăn còn gọn hơn cả vợ em ăn luôn. Mà em nói 3 lần rồi, em bảo là đi ăn nhé, cứ ăn từ từ thôi, ăn bình tĩnh thôi. Thật ra là vợ em ăn rất từ từ, có mỗi em là không bình tĩnh thôi. Nhưng mà cái việc rơi vãi là vợ em rơi nhiều chứ em không, em cũng rơi. Mà sau lúc đấy là về nhà là lúc đó cũng trách móc em là anh đi ra ngoài anh không giữ thể diện cho em. Có chỗ đông người thì anh cứ nhắc em mấy cái chuyện là tế nhị. Cái chuyện đấy đâu phải chuyện tế nhị đâu mà em hơi to tiếng xíu thôi. Thì lúc đấy cũng đông người thật thì em cũng về rút kinh nghiệm thì. Nhưng mà cái đấy em thấy là mình phải quán triệt ngay, mình phải nói ngay. Rồi đây về nhà. Nữa kìa, còn nữa kìa. Còn anh chơi tới luôn kìa. Ra ngoài đường là chuyện của ngoài đường, còn đây về nhà đây. Ok chơi tới luôn về anh. Nhà luôn. Rồi em chơi lớn luôn này. Mấy cộng phải lớn nha, phải mấy lớn cộng. Không, cái này nó cũng tầm 18 cộng thôi. 18 cộng được, rồi được, là cũng được. Lớn rồi đó anh. Cái lúc mà vợ mang bầu á là mình phải dừng cái chuyện đó, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà khi mà vợ mang bầu xong thì là mình được quyền cái việc đó. Đúng vậy. Nhu cầu mà. Đúng chỉ nhu cầu mà mình cũng có nhu cầu mà, đúng không anh? Đúng rồi. Mà vợ em không cho. Không biết tại sao không cho luôn. Why? Em không biết luôn tại sao không cho, mà có nghĩa là như này em về em xin em lại lục mà không cho luôn. Em thật với anh, trời ơi đùa chứ 9 tháng 10 ngày bí ai bí. Mà anh lại em. Mà cái cảm giác nó khó chịu em. Cảm giác nó khó chịu lắm. Này lắm rồi em ơi, anh lại em. Vợ em đi tắm xong, vợ em ra hàng, vợ em nó nóc thủ cả. Mình ngồi sau mình em phải ra em nói vợ em bảo chứ. Vợ ơi, ơi tối nay ơi. Vợ em bảo chứ. Gì? Vừa mới sinh xong. Mà vừa sinh xong đâu anh. Sinh đến đứa thứ hai rồi mà mồm vẫn kêu là vừa sinh xong. Tự dưng là em cảm thấy là hay là cái ngoại hình mình ăn nhiều quá, thành ra là vợ em vừa cảm giác nó ngấy sao á. Là em quyết tâm đi tập gym. Body tụi mình là hơi bị đẹp đấy. Không anh, không anh. Người rất đẹp. Không, trước đây thôi, bây giờ là nó giống như kiểu là mỡ vai, mỡ đùi cái thứ đó lên một tầm cao mới luôn. 3 chỉ đúng không? 3 chỉ. Dạ 3 chỉ. Rồi. Sau đó hiệu quả tập gym về có khác không nè? Không khác anh. Cũng vậy luôn vậy mà. Luôn. Không cho luôn. Có cho đi tập gym nhưng mà tập là phải ăn. Một tuần đi. Là một tuần đấy em chỉ được tập 2 ngày thôi. Và mấy ngày kia là bà muốn đi ra ngoài đi ăn. Là để bồi bổ. Tập ít mà ăn nhiều tập là hiểu ít mà ăn nhiều đó. Bây giờ em nói với cả vợ em luôn này. Nếu mà em mà muốn mà anh mà không đẹp mà để anh đi với người khác á,
thì em cứ nói. Còn cái việc mà em chăm bẵm anh mà em muốn anh như thế này, mỡ nhiều hơn nạc như này thì em cứ nói, có vấn đề gì đâu mà tại sao mà cứ phải đưa ra là anh phải đi tập đi. Nhưng mà đi tập xong cái về là trời ơi, bao nhiêu công sức của em mà đổ xuống sông biển hết. Tạm thời bây giờ chồng lúc nào cũng gặp rồi, ngán rồi. Thôi bây giờ chồng giường cho con đi xíu ha. Em thật ra nhiều lúc mà nhìn thấy bé nó ti á là em cũng bé giật cái mày. Mà em cũng tức luôn chứ được không? Mà vợ mà bé nhà em á nó cai được ti mẹ rồi mà nó sang bú bình á. Hu chưa. Quá, em mua thì mỗi đứa là 4 cái bình luôn. Là có nghĩa là ăn xong cái là muốn ăn nữa là có cái bình mới luôn, không phải rửa cũng để cho nhanh ấy. Bởi vì là nó ăn xong cái mà nó muốn ăn nữa là nó sẽ ti mẹ. Không bao giờ có chuyện đó đâu con. Là cái này của bố. Đúng rồi, bình trong cái này là của con. Em rửa bình luôn là em cho tiếp bình khác vào luôn. Nhưng mà vợ em vẫn không cho. Ê, em đang tưởng tượng tới cái hình ảnh mà lúc vợ của anh Tùng phải không? Đang cho con ti, tự nhiên cái anh Tùng đứng ở phía ngoài nhìn vô chắc nhìn thiệt tội lắm luôn á. Anh diễn lại cái lúc đó được không? Trời ơi, lúc đó sắc mặt anh sao? Đây nguyên văn là vợ đang ví dụ như trai đây ha. Rồi đang okay, đang ti nhập tâm mình, nhập tâm mình, nhập tâm. Em đứng em nhìn nha, em đứng em nhìn. Em chỉ suy nghĩ em đâu. Nhanh con, nhanh lên. Nhanh lên con. Em nhìn một lúc thôi chậm là chậm em, là đúng rồi, làm cáu lắm nữa là em nhìn là em muốn và em giật mồm bé luôn á. Là em chỉ gặp một phát này ra là em đi đều ở đây luôn. Sau câu chuyện của anh Tùng Minh thì Trai nghĩ rằng đôi lúc á đàn ông mình cũng phải nên chịu thiệt thòi đi xíu ha. Mình phải hy sinh. Đúng rồi, mình phải hy sinh thôi. Chính thức ghi hình tại bang California, Hoa Kỳ. Thông tin đăng ký gửi qua Viber 0522 961 076 hoặc Gmail anhnguyet.nguyenthi@mcv.com.vn. Nãy giờ mình nói xấu vợ cũng hơi nhiều rồi. Để cho mình cân bằng lại. Được rồi, cái này là em sẽ chia sẻ thật luôn. Trong cái khoảng thời gian mà vợ em mang bầu đi ha, em phải nói thật là thiếu cái sự quan tâm đối với vợ em. Có một cái lần mà chỉ đi tắm thôi mà em thấy sàn nhà rồi cái chỗ thoát nước á, rất nhiều tóc. Mà trong nhà thì chỉ có mỗi vợ em là tóc dài thôi. Thì tự nhiên em thấy bảo trời ơi sao nhiều tóc rụng vậy. Mà em không biết, em nghĩ là chuyện bình thường thôi. Em cũng cho qua, em cũng không hỏi han gì cả vợ. Đến một cái hôm mà vợ em đi tắm mà xong rồi vợ em ngồi, vợ em chải đầu rồi vợ em cứ ngồi thôi. Thế mà em mới hỏi bảo là vợ làm sao? Thì vợ em bảo là em bị rụng tóc. Thì lúc đấy bắt đầu em mới thấy rằng là cái việc mà sinh nở rồi cái việc mà tiêm những cái hóa chất vào người để sinh mổ á hại như nào. Đến đứa thứ hai em mới biết. Sau khi mà em nhìn thấy cái việc đấy xảy ra thì em thấy nó có một cái gì đấy nó sót, nhưng mà em vẫn dửng dưng. Có một cái gì đấy tự dưng em một khoảng thời gian em nghĩ là nó không phải việc của mình, nó là việc của vợ mình. Nhưng mà sau đấy thì em mới biết là vợ em không cần cái việc là em phải mua các cái hóa chất về để này kia. Chỉ một câu đơn giản thôi, quan tâm và hỏi là tại sao mà mình không làm được đó. Mà mình không làm được đó, mình không làm được. Rồi đến cái lúc cái khoảng thời gian mà vợ em mang bầu, một người đàn ông á giống như em vậy, mình sẽ có những cái lúc mà mình không đứng vững được. Và trong khoảng thời gian đấy thì có những cái người khác người ta nhắn tin với em. Em cũng đã có từng có lúc mà em suy nghĩ rằng là mình cứ đưa chân đi một tí. Nhưng mà khi mà bắt đầu tự dưng em quay lại em nhìn vợ em ấy, vợ em mỗi lần đi vào trong phòng mà tắm xong á là không có quay người lại trước mặt em để thay đồ nữa. Cái việc đó nó mất từ lâu rồi. Vợ em tự ti với cái thân hình, vợ em tự ti với tất cả những cái gì mà từ trước đến giờ vợ em có từ trước mà bây giờ nó mất hết rồi. Về ngoại hình, về công việc, về những cái thú vui đơn giản của những người phụ nữ là selfie thôi chẳng hạn, có lên Facebook vợ em không làm được nữa. Bởi vì vợ em tự ti với được. Thì khi mà em nhìn thấy được việc đó thì cái việc mà người ta nhắn tin với em rồi em cũng nhắn lại rồi, nó có một cái chút gì đấy nó tự dưng khiến mình muốn đưa đẩy mình đi ấy, là hoàn toàn lúc đấy là nó dừng ngay. Tự dưng em nghĩ mình quá tệ luôn, mình thực sự là mình lúc đấy mình không 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 phải là con người của gia đình nữa. Mình không phải là cái người mà từ trước đến giờ mình nghĩ là mình sẽ phải làm như vậy. Mình phải làm sao để cho vợ mình là biết được rằng là cái việc mà ngoại hình hay là cái việc mà những cái thú vui khác ngày trước nó không quan trọng. Em thì có bị một cái là em thì không phải là gia trưởng, nhưng mà em rất là cứng đầu. Cho nên động vào bất cứ một cái việc gì đấy của hai vợ chồng ấy, em lúc nào em cũng muốn mình là cái người thắng. Có những lúc mà em làm cho vợ em khóc, từ những cái việc nhỏ lắm, nhỏ nhặt kinh khủng luôn. Nhưng mà sau rồi lúc đấy em nghĩ lại, khi mà mình bình tĩnh lại mình nghĩ nó không đáng. Và ngay bây giờ thì anh Tùng cũng như là anh Bình, em muốn mời hai anh xem một đoạn video clip bí mật mà chương trình chuẩn bị.
thấy ai quen không? Thấy ai quen không? Lan Quảng đang ngồi ngoài đó. Lúc đầu khi mà có bé thứ nhất á thì ông cảm thấy là cái tình cảm nó vẫn rất là bền vững, và anh Tùng cũng dành rất là nhiều thời gian dành cho vợ và dành cũng như dành cho con. Nhưng mà đến khi mà có bé thứ hai thì anh Tùng lại phải làm việc nhiều hơn, không có thời gian dành cho gia đình nhiều. Xong rồi tự bản thân anh bị stress thì mình cũng biết là anh bị căng thẳng. Mình cũng nói là anh đi ra ngoài cà phê rồi đi gặp bạn bè đi để cho nó đỡ căng thẳng. Nhưng mà khi mình nói như thế không có nghĩa là mình nói rằng là anh đi suốt đi rồi anh anh đi hoài, anh vui quá, anh vui thôi anh đừng vui quá. Nhưng mà anh vui quá, thế là buổi tối, cứ đến buổi tối khi mà Du con đi ngủ rồi. Thường thường là ngày trước khi mà có mỡ, 9 giờ tối là con đi ngủ thì bắt đầu lúc đấy là thời gian của hai vợ chồng. Bắt đầu lúc đấy mới có thời gian để nói chuyện với nhau, rồi thì nói là hôm nay em đi làm sao, anh đi làm sao. Từ cái lúc mà mình nói là anh đi cà phê cho đỡ căng thẳng đi thì anh đi thật. Hầu hết như là một tuần thì chắc anh phải đi đến 3-4 ngày. Và cái thời gian mà hai vợ chồng dành cho nhau nó không còn nhiều nữa. Mỗi khi mà con ngủ rồi ấy, thì lúc đấy lại rảnh thì hai vợ chồng lại không nói chuyện với nhau, mà lại cầm điện thoại, mỗi người một việc. Tức là lúc đấy mới có thời gian để giải quyết công việc. Càng ngày cái mối quan hệ nó càng gọi là bớt hiểu nhau đi. Và mình thì những cái lúc như thế mình cảm thấy là chả hiểu tự nhiên mình đẻ nhiều con như thế để làm gì. Cùng lắm thì chắc là một tháng hai vợ chồng nói chuyện với nhau được một lần. Và hầu hết như là mình là người chủ động. Không bao giờ anh Tùng là người chủ động nói là em bỏ điện thoại xuống em nói chuyện với anh. Rất ít khi, hầu như là không có. Kể từ khi đi sinh con thứ hai, có một chuyện mà bông tức anh Tùng đến cái mức độ mà không ngủ được luôn. Là khi mà bông bầu bầu bé thứ hai, bầu Nghệ, đến tuần thứ 38 rồi, tức là gần sinh đến nơi rồi. Anh Tùng anh vác về nhà một cái xe mô tô trị giá gần bằng một chiếc xe hơi. Và trong khi vợ thì sắp sinh bé thứ hai, kiểu mình là phụ nữ, mình kiểu nghĩ lúc nào mình cũng sẽ nghĩ là cái điều nào tốt hơn, cái gì tốt hơn, suy nghĩ cho gia đình là mua cái này tốt hơn, hay là lúc nào mình cũng nghĩ là tiền phải làm một cái việc gì đấy có ích cho gia đình, chứ không bao giờ mình nghĩ là bản thân mình sẽ mua cái gì đấy quá đắt. Cho nên là khi mà anh Tùng mua cái xe mô tô đấy về và gọi vợ xuống sân chung cư để đi thử xe, bụng vợ bầu vượt mặt không hiểu ngồi xe đấy cái kiểu gì. Lúc đấy mình ức lắm. Mình ức đến cái mức độ mà tại sao đi làm, bầu bì vẫn phải đi làm, kiếm tiền rồi tiết kiệm tiền, mà anh lại đi mua một cái xe, trong khi là có thể mua một cái xe hơi để cả nhà cùng đi, tránh mưa tránh nắng, thì không. Đi mua một cái xe máy mà nó chả phục vụ cho một cái mục đích gì, chỉ là để đi chơi thôi. Nó cũng không thể nào mà đi làm được vì nó to, nó cồng kềnh. Thì đi làm, anh Tùng đi làm rất là xa. Mình không hiểu là chồng mình có đang suy nghĩ cho gia đình không. Kể cả là không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho các con. Không bàn bạc gì với vợ đi mua đồ như thế là mình đã khó chịu rồi. Xong rồi mình suy nghĩ như thế mình lại càng cảm thấy ức chế hơn. Vì tự nhiên mình cảm thấy những cái ngày qua mình cố gắng nó là vô ích. Mình đi làm tiết kiệm tiền để làm gì. Tất nhiên là tiền của anh Tùng thì là anh Tùng xài riêng, bông không bao giờ quản lý tiền của anh Tùng. Còn mình đi làm về mình dùng tiền đó để mình mua bỉm, mua sữa cho con này, mua tùm lum tà la các thứ cho gia đình này, mua máy móc rồi tất cả mọi thứ trong nhà. Mà trong khi anh dùng tiền để anh làm việc như vậy, tức không ngủ được nguyên đêm, không ngủ được luôn. Mà cũng không biết nói với ai, bởi vì là mình biết là anh Tùng là một người đàn ông rất là cái tự ái của người đàn ông rất là cao. Cho nên mình cũng không thể nào mà nói được với ai cái điều này, mà cảm thấy ức kinh khủng, ức. Nhưng mà mình biết là chồng mình đang rất là vui. Mình không nỡ lòng nào mà mình nói câu chuyện nó vào lúc đấy. Bởi vì mình biết là mình mà làm thế là ông sẽ dẹp cái xe đi ngay lập tức, ông không thèm luôn, tính ngang ngược vậy á. Sau khi mà nghe vợ mình chia sẻ thì có vẻ như anh Tùng có rất là nhiều điều muốn nói. Anh cứ tưởng tượng, tại vì bây giờ là thực sự là bông không có mặt ở đây. Nhưng mà là đó chính là những cái câu chuyện thật mà nó đã xảy ra. Là có hai đứa rồi thì có rất là nhiều áp lực. Thì bản thân anh cũng có rất là nhiều áp lực. Bởi vì nhiều lúc mà anh muốn là khi mà mình đi ra ngoài là anh muốn
là người ta nhìn em với một con mắt khác. Có nghĩa là có một cái gia đình nó tốt hơn. Cái khoảng thời gian mà em mang bầu thì anh chỉ muốn là mình bỏ hết mọi thứ ở nhà, kể cả con này, hai vợ chồng mình đi chơi. Đi đâu cũng được, đi hai đứa đi với nhau thôi. Chứ anh biết là có nhiều cái mà anh sai. Một cái là anh nghĩ cho bản thân anh nhiều quá. Lúc có nghĩa là anh chỉ muốn được làm cái việc mà anh thích, mà anh quên mất là cái việc đó em có thích hay không. Anh chỉ muốn rằng là chỉ cần có anh và có em và có hai đứa thì làm gì anh cũng làm. Và anh biết rằng là mình sai và anh sẽ sửa. Anh phải xin lỗi vợ rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí với một tiết mục sẽ mang lại rất là nhiều